Đồng Quốc Hiền kính chào quý vị. Hôm nay là 26 tháng 6 năm 2016 và hôm nay chúng tôi đang quay bộ ghế trường kỷ gỗ lim loại hạng nhất cho một khách hàng, anh là lãnh đạo của ngân hàng Agribank Sài Gòn với đuôi số điện thoại là 529. Đây chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói. Nhưng mà trước khi đóng gói là tôi muốn quay lại để cho khách hàng cũng như là toàn thể quý vị ngắm nhớ qua. Vì cái bộ trường kỷ gỗ lim của chúng tôi thì đã là mặt hàng truyền thống và đã được thị trường chấp nhận và khen ngợi từ lâu. Thường chúng tôi cứ làm mỗi một đợt là 4 bộ. Và đến mỗi một năm cũng làm được độ 1-2 chục bộ. Thì đây là gỗ lim và được chọn vân rất là cẩn thận. Đấy. Và cái ngoài cái chuyện là đường nét rất tinh xảo như là các cái lưng đục hai mặt tùng phúc trúc mai, ở giữa là hồng chỉ tượng trưng cho vinh hoa phú quý, và đồng thời các cái đường triện rất là truyền đều nhỏ xíu tất cả các chỗ luôn, kể cả mặt sau. Đây là mặt trước, còn bây giờ tôi sang mặt sau. Mặt sau cũng đi truyền tất cả cái chân, bởi vì ngày xưa thì có những cái mẫu người ta chỉ chú trọng cái mặt trước, nhưng mà chúng tôi xác định là ngoài cái chân mặt chính rồi, nhưng mà cái mặt sau là thường mọi người trước khi bước vào phòng khách thì đều nhìn thấy cái mặt sau trước, cho nên là không biết là mặt nào mới là quan trọng hơn. Cho nên chúng tôi xác định là toàn thể luôn, tứ diện, bất kể mặt nào cũng là quan trọng. Và mượt mà, đây tất cả các kẽ lỗ này đều nhẵn thín hết. Đồng thời là ngoài cái chuyện đường nét cẩn thận ra, nhưng mà cái nước đánh làm sao để cho trơn nhẵn nhưng vẫn giữ nguyên được vân gỗ và màu gỗ tự nhiên 100%. Điều đó cũng là một cái rất quan trọng. Bởi vì chúng tôi xác định là một cái sản phẩm đẹp ấy, nó không phải hội tụ bởi 4 yếu tố. Đầu tiên là sưu tầm được cái mẫu đẹp, mẫu chuẩn, đặc sắc. Thứ hai là chọn gỗ chuẩn. Thứ ba là kỹ thuật về làm ngang, làm chạm chuẩn. Và bước thứ tư là cái khâu hoàn thiện thế nào để nổi bật lên được cái vẻ đẹp của gỗ và giữ nguyên được màu tự nhiên của gỗ, thì cái vẻ đẹp lúc đấy mới là đảm bảo đạt được 10 điểm. Bởi vì có những cái trường hợp rất đáng tiếc là người thợ mộc thợ ngang và các cái khâu chọn gỗ rất cẩn thận, nhưng đến khâu hoàn thiện cái người căn chỉnh sau cùng nó không đạt được mượt mà, nó không dậy được cái vân gỗ và không đạt được cái độ láng đáy như thế này, mà có thể là có những cái nước đánh nó dày bì lên, nó làm cho không còn tự nhiên của gỗ nữa, thì quả là lãng phí, quả là phí hết tất cả cái công trình mà bao nhiêu người thợ phía trước đã làm nên. Nhưng đồ gỗ Đức Hiền thì trong nhiều năm qua thì đã luôn cố gắng để đạt được cả 4 yếu tố như vừa nhắc ở trên, tức là vừa toàn sưu tầm những cái mẫu đẹp nhất, những người thợ giỏi nhất để làm, chọn những cái cây gỗ đẹp nhất, vân gỗ chuẩn. Ở bước thứ tư là nước hoàn thiện, là hoàn toàn là trần. Đây quý vị nhìn thấy đây, nó không bóng lộn lên, bởi vì đây là cái nước đánh, cái kỹ thuật rồi là bí quyết nhà nghề của chúng tôi là hoàn toàn trơn nhẵn và cứ như là không đánh gì, cứ như là nguyên trần mộc. Nhưng thực tế đây là có đánh một chút rồi, có đánh xi và trơn tuột, bất kể chỗ nào cũng trơn tuột. Nhắm mắt lại xoa bất kể chỗ nào không có cái dầm nào đâm vào tay cả. Đấy là yêu cầu của tôi. Và trong các cái kẽ lỗ này nhẵn thín hết. Ở đây gỗ lim một chừng nó là có những cái vân gỗ và những cái ghim gỗ rất là đặc trưng của gỗ lim này. Tôi vẫn nhớ cái câu khi tôi hỏi thì gọi điện vào hỏi thăm thầy Tâm Thọ trong Nha Trang, cái đợt mà thầy dặn tôi cái cách làm của cái bộ gỗ lim này. Hồi đó thầy mua hai bộ, mua thử một bộ gỗ một bộ lim, và hỏi thầy nói là bộ gỗ rất đẹp, còn bộ lim thì tôi tưởng là thầy chê bộ lim thì rất lo, thì tôi nói là
Nhưng bộ Linh gọi là quá đã, phải nói là quá đã. Tại vì là nó cứ như là mộc không, nhưng mà ngồi sờ bất kể chỗ nào là trơn nhẵn, và chất thì nặng mà vân thì đẹp. Và sau đó là thầy có đặt tiếp 4 bộ nữa cho các thầy ở trên Đà Lạt, là thầy đặt hộ các thầy đó. Clip cũng đã quay cũng tương đối đầy đủ, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đây là những hình ảnh chúng tôi đang cắt bìa cắt dây để chuẩn bị bọc mang đi Hồ Chí Minh, chuyển vào cho lãnh đạo của Agribank Sài Gòn.